Moscow cảnh báo sắc lạnh nếu Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào Nga. Cuộc tấn công của Nga ở Kharkov bị chặn đứng bởi UAV dày đặc của Ukraine. Nga kích hoạt hệ thống tên lửa Bastion tấn công các mục tiêu mặt đất của Ukraine. Rộ thông tin đặc nhiệm Ukraine bất ngờ xuất hiện ở Syria để tấn công Nga. kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Điện Kremlin cho biết Mỹ có thể đối mặt với những hậu quả chết người nếu phát lời những cảnh báo của Moscow rằng Ukraine không nên sử dụng các vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ nga. Bình luận về việc chính quyền Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ nga. Chuyên gia Henga Zep Larouche, người sáng lập Viện Schiller của Đức, đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là cách Tổng thống Mỹ Joe Biden cố gắng tránh thế chiến thứ ba hay không. Sau khi Mỹ thay đổi lập trường, chính quyền Đức cũng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức sản xuất để bảo vệ vùng cốp khỏi cuộc tấn công của Nga. Chuyên gia Larouche cho rằng Đức một lần nữa khuất phục trước áp lực của Mỹ một cách đáng xấu hổ. Chuyên gia nhận định mối nguy hiểm lớn nhất là các chính quyền phương Tây đã tự thuyết phục mình tin rằng Nga chỉ đang đùa giỡn. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói trên Radio Kossuth rằng châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc xung đột chống lại Nga. Nếu quỹ đạo điên cuồng này không dừng lại, chúng ta sẽ sớm có Armageddon, tức ngày tận thế. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Một số chính phủ phương Tây gần đây cũng đưa ra sự cho phép tương tự. Kiev đã kêu gọi mở rộng giới hạn sử dụng vũ khí phương Tây khi các lực lượng của Nga tiến công vào khu vực Kharkov. Một quan chức Mỹ nói với Politico rằng Tổng thống Joe Biden gần đây đã chỉ đạo đối ngũ của mình đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng các vũ khí của Mỹ cho các mục đích phản pháo ở Kharkov để Ukraine có thể đẩy lùi các lực lượng của Nga đang tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ. Đồng thời cho biết, chính sách về các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga vẫn chưa thay đổi. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã cảnh báo phương Tây về việc cho phép ukraina sử dụng các vũ khí của những nước này để tấn công nga ông tuyên bố sự gia tăng căng thẳng liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu âu mỹ sẽ hành xử như thế nào khi tính đến sự cân bằng giữa chúng tôi trong lĩnh vực vũ khí chiến lược thứ trưởng ngoại giao nga ông sergei ryabkov đã kêu gọi mỹ dành chút thời gian để nghiên cứu chi tiết những gì tổng thống putin đã nói đồng thời ông ryabkov cũng nhắc lại rằng tổng thống putin đã đưa ra một cảnh báo rất rõ ràng và nó phải được lắng nghe thực sự nghiêm túc. Ukraine những ngày gần đây tăng cường tập kích Crimea và các bang biên giới Nga bằng pháo, tên lửa và UAV, gây thiệt hại một số cơ sở lọc dầu và năng lượng của Nga. Moscow sau đó cũng đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa qua biên giới để trả đũa. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalev nói rằng tình hình giao tranh ở khu vực phía Bắc Kharkov vẫn tiếp tục nhưng các cuộc tấn công của Nga không có tiến triển và gây thương vong lớn. Phía Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga thường bị súng cối và pháo binh của Ukraine phân tán và sau đó các UAV sẽ lao xuống để ngăn chặn. Trong khi đó, Nga tuyên bố các cuộc tấn công của nước này vẫn tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine. Các trang tin quân sự Ukraine cho biết, từ cuối tháng 5, Kiev đã tái triển khai các đơn vị vận hành UAV giàu kinh nghiệm từ mặt trận khác tới Kharkov. Theo Kiev Post, có ít nhất 5 đơn vị máy bay không người lái tấn công đã được điều động đến khu vực Kharkov trong 2 tuần vừa qua và đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Nga. Các đội UAV của Ukraine được cung cấp hàng trăm chiếc máy bay không người lái. Họ có khả năng phóng cùng lúc 10 chiếc UAV chứa thuốc nổ xuống đội hình thiết giáp của Nga. Về phía mình, Nga cũng đã thông báo các hệ thống tác chiến điện tử ở bang biên giới Kursk đã vô hiệu hóa thành công 20 máy bay không người lái UAV của Ukraine trước khi chúng tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Interfax dẫn lời quyền thống đốc bang Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov, xác nhận loạt UAV trên của Ukraine đã bị các phương tiện tác chiến điện tử của quân đội Nga tác động và vô hiệu hóa ở khu vực biên giới, khiến chúng không thể tiến đến mục tiêu. Nga, quốc gia có kho tên lửa dồi dào và sức mạnh trên không vượt trội, đã lợi dụng tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine để kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ. Ukraine chủ yếu dựa vào máy bay không người lái để gây khó cho Nga khi tiến về phía trước mà không khiến các phương tiện chiến đấu đắt tiền của Moscow gặp nguy hiểm mỗi khi chúng di chuyển. Với việc sản xuất UAV quy mô lớn đang được tiến hành ở Nga, Ukraine cũng đang chạy đua để sản xuất hơn 1 triệu UAV trong năm nay, với hy vọng sẽ ngăn chặn những thành quả tiếp theo của đối phương. Nhiệm vụ này trở nên ngày càng cấp bách khi Kiev nhanh chóng cạn kiệt pháo và đạn phòng không từ các đối tác phương Tây, trong đó có Mỹ. Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, người chịu trách nhiệm giám sát việc phát triển UAV cho biết, các UAV của nước này đã cho thấy khả năng tấn công chính xác lớn hơn pháo binh đối với một số mục tiêu của đối phương. Dù vậy, pháo vẫn là nhu cầu hàng đầu. Ngoài ra, Ukraine cũng đang huấn luyện hàng chục nghìn binh lính giống như Nepal để trở thành các phi công điều khiển UAV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ là nhiệm vụ chủ yếu của máy bay không người lái và thừa nhận rằng vai trò của bộ binh đã thay đổi đáng kể. Các nhà máy của Ukraine đang sản xuất nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả những mẫu có thể tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, hệ thống tên lửa ven biển Bastion của hạm đội Biển Đen đã được kích hoạt, tấn công các mục tiêu mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Ukraine trong một tuyên bố hôm 4 tháng 6 cho biết, các khẩu đội tên lửa ven biển Bastion của hạm đội Biển Đen đã tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo bộ này, tọa độ mục tiêu đã được gửi về trung tâm chỉ huy, nơi Nga triển khai các bệ phóng Bastion. Sau đó, quân đội Nga tiến hành phóng tên lửa vào các mục tiêu đã được chỉ định. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh huấn luyện và sử dụng hệ thống tên lửa bờ biển Bastion của hạm đội Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống tên lửa bờ biển Bastion đã được sử dụng rộng rãi trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong thời gian hoạt động, tổ hợp Bastion đã khẳng định đầy đủ độ tin cậy cũng như các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật cao, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào các mục tiêu hải quân của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, lính tên lửa thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm. Chỉ huy trưởng tổ bắn đã thực hiện hơn 30 lần phóng tên lửa Bastion kể từ, từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Theo phía Nga, để duy trì kỹ năng thực hành, những người điều khiển tên lửa thường xuyên được huấn luyện với các phương tiện sẵn sàng vào vị trí chiến đấu. Được biết, Bastion là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển do Nga phát triển, được thiết kế để bảo vệ bờ biển và tiêu diệt các tàu mặt nước, bao gồm tàu sân bay, tàu hộ tống và tàu đổ bộ. Trong một số tình huống, Bastion cũng sẽ được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu trên mặt đất. Một khẩu đội Bastion bao gồm 4 phương tiện phóng dựa trên khung gầm MZKT 7930-8x8, 1-2 phương tiện chỉ huy và kiểm soát dựa trên xe tải Kamaz 43101, 6 x 6, một phương tiện hỗ trợ và bốn phương tiện chở đạn đặt trên khung gầm MZKT7930 được trang bị cần cầu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe phóng. Đối với các xe phóng được thiết kế với trọng lượng khoảng 41 tấn, chiều dài 12,8m, chiều rộng 3m và chiều cao 3,6m. Xe sử dụng động cơ diesel YAMZ 846 có công suất 500 mã lực, cho phép nó hoạt động 80 km/h, tầm hoạt động 1000 km được biết mỗi xe phóng sẽ trang bị hai ống phóng có chiều dài 8,9m, đường kính 0,71m. Tên lửa mà Bastion sử dụng là P800 Onyx Yakon. Tên lửa chống hạm siêu âm có chiều dài 8,6m, đường kính 0,67m với trọng lượng là 3.100kg, trong đó đầu đạn nặng từ 200 đến 250kg. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. P800 Onyx được bắn thẳng đứng từ các bệ phóng bằng cách sử dụng động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn để tăng tốc ban đầu. Sau đó, sử dụng động cơ phản lực nhiên liệu lỏng để duy trì hành trình ở tốc độ Mach 2,5. Với quỹ đạo bay thấp, chúng có tầm bắn đạt từ 120 đến 300 km. Tờ Kiev đưa tin, lực lượng đặc biệt của Ukraine đang sát cánh chiến đấu với quân nổi dậy Syria chống lại binh sĩ tư nhân Nga, vốn đang ủng hộ Tổng thống Syria, ông Bashar Assad. Kiev cũng đã đăng tải một đoạn video thu được từ các nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Ukraine được ghi hình hồi tháng 3. Video này cho thấy lực lượng đặc biệt của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các trạm kiểm soát, thành trì, lực lượng tuần tra của Nga và các đoàn xe chở thiết bị quân sự ở phía tây nam Syria. Binh sĩ Ukraine đã sử dụng lựu đạn phóng bằng tên lửa, súng cối Tarab tự chế và những thứ trông giống như dây điện hoặc thiết bị nổ tự tạo được điều khiển bằng sóng vô tuyến RCIED trong các cuộc tấn công. Một nguồn tin tình báo giấu tên của Ukraine nói với Kiev bốt rằng quân đội Ukraine đã hỗ trợ quân nổi dậy Syria thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga kể từ đầu năm. Tổng cục tình báo Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga đã can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Syria từ năm 2015 theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ Damascus chống lại lực lượng nổi dậy và tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, Thông tin về sự hiện diện quân sự của Ukraine tại Syria cho đến nay vẫn chưa được ghi nhận. Theo ông Alexander Lipman, giáo sư chính trị Nga và Đông Âu tại Đại học Tự do Berlin Đức, sự hiện diện quân sự của Ukraine tại Syria sẽ là điều vô cùng kinh ngạc khi Ukraine đối mặt vấn đề thiếu nhân sự trầm trọng trên tiền tuyến quê nhà. Ông nói rằng việc đưa quân ra khỏi quốc gia này thực sự là một điều kỳ lạ. Dù vậy, nếu thông tin trên là đúng, thì đây không phải là lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm Ukraine được ghi nhận chiến đấu bên ngoài Ukraine. Trong một video không ghi thời gian do Kiev Bot chia sẻ trước đó hồi tháng 2, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng được cho đang tra hỏi các binh sĩ Wagner bị bắt tại Sudan. Vào thời điểm đó, nghiên cứu sinh cấp cao Sergei Sukhakin tại Jamestown Foundation, Viện Nghiên cứu Chính sách của Mỹ, cho rằng hoạt động trên có thể là một phần của một loại thỏa thuận ngầm nào đó giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây để chống lại binh sĩ từ nhân nga tại châu phi, đổi lại ukraine sẽ nhận được hỗ trợ quân sự nhất định trong cuộc xung đột với nga. Tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói với giọng gay gắt trong cuộc phỏng vấn gần đây tại nơi làm việc của ông ở kiev khi đề cập đến những chậm trễ trong nỗ lực viện trợ vũ khí của phương tây cho ukraine, tôi muốn hỏi rằng vấn đề ở đây là gì. trong thông điệp vừa trách móc vừa thách thức, ông zelensky cho rằng phương Tây quá chậm trễ và thiếu quyết tâm trong các quyết định hỗ trợ Ukraine vì sợ Nga. Trả lời phỏng vấn tạp chí Times đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo phương Tây đang đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện nếu không hành động để giúp đỡ Ukraine. Ông nói, nếu chúng ta để Ukraine thất thủ, thì hãy nhớ lời tôi, Ba Lan và tiếp đến là các nước dọc biên giới với Nga cũng sẽ thất thủ. Chủ nhân Nhà Trắng cho biết, chính sách về Ukraine hiện nay của ông là một phần trong chiến lược răn đe rộng lớn hơn Ông nhấn mạnh, các quyết định của Mỹ trong 4 năm tới sẽ quyết định tương lai của châu Âu trong một thời gian dài. Ông cho biết, đó là lý do tại sao chúng ta không thể để NATO thất bại. Chúng ta phải xây dựng điều đó cả về mặt chính trị và kinh tế, và về mặt quân sự, lĩnh vực mà chúng ta đang đầu tư đáng kể. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Biden phát biểu, đồng thời khẳng định bản thân không sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine. Hòa bình có nghĩa là đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ chiếm đóng Ukraine. Hòa bình trông như thế đó và không có nghĩa họ tức Ukraine là một phần của NATO. Điều này có nghĩa chúng tôi có mối quan hệ với họ như chúng tôi làm với các quốc gia khác, cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Trả lời câu hỏi liệu đề xuất của Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine có phải là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng hay không, ông nói, tôi nghĩ là không. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh điều quan trọng cần nhớ là Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực của quân đội Nga và nato hiện cũng mạnh hơn so với khi ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống theo lãnh đạo nhà trắng ông đã đồng ý công bố thông tin tình báo về kế hoạch quân sự của moscow ở ukraine để cho thế giới biết mỹ vẫn nắm quyền kiểm soát và chuyện gì đang xảy ra ông biden tự hào khẳng định mỹ hiện là quốc gia mạnh nhất thế giới Mạng xã hội Ukraine lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh hàng chục chiếc xe bọc thép bị hư hỏng được tập trung tại một trong các căn cứ quân sự ở Ukraine. Quan sát đoạn video được công bố, có tới 50 chiếc xe bọc thép loại M1124 Max Pro được Mỹ cung cấp cho Ukraine bị phá hủy. Báo cáo sơ bộ cho biết tổn thất chính của những xe bọc thép như vậy xảy ra trong cuộc phản công của quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2023. MaxPro được công ty Navista Defense của Mỹ và Plasan Sasa của Israel thiết kế. Thiết bị này là một phần trong chương trình bảo vệ phục kích chống mìn MRAP của quân đội Mỹ. Theo trang web của Navista Defense, MaxPro được chế tạo để bảo vệ binh sĩ tham chiến tại Iraq khỏi các thiết bị nổ tự chế IED. Xe có giáp hình chữ V giúp làm chật hướng các vụ nổ và bảo vệ kíp lái. Xe được thiết kế để chống lại hỏa lực từ vũ khí đạn đạo, mìn. IED và các mối đe dọa mới nổi khác. Xe có sức chứa 12 người, tháp pháo đơn chứa súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm và không gian cho một xạ thủ. Hồi năm 2023, Mỹ tuyên bố sẽ gửi 200 xe Max Pro tới Ukraine. Kể từ đó, Max Pro đã chứng minh tầm quan trọng đối với quân đội Ukraine. Max Pro MRAP có tổng trọng lượng khoảng 18 tấn, tùy theo biến thể cấu trúc thân xe hình chữ V ngăn tác động của các vụ nổ đến kíp lái cũng như giáp xe được đặc chế phù hợp với mọi nhiệm vụ tác chiến. Khả năng chống chịu của những chiếc xe Max Pro có thể chịu được vụ nổ gây ra bởi 14 kg thuốc nổ TNT dưới bánh hoặc 7 kg TNT ngay dưới gầm xe. Được trang bị động cơ V6 Max Fox công suất 375 mã lực, Max Pro có thể di chuyển với tốc độ 105 km/h, tầm hoạt động 600 km một chiếc xe có thể chở theo 8 binh sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ. Max Pro được thiết kế một loại lốp đặc biệt giúp chúng vẫn có thể cơ động ngay cả khi bị bắn thủng. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Phát biểu trước báo giới vừa qua, trong khi đang có chuyến công du 3 ngày đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết đất nước của ông từ lâu đã chờ đợi để được kết nạp vào Liên minh châu Âu-EU, Song sau nhiều năm vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên EU, Ankara hiện coi BRICS như một nền tảng thay thế để hội nhập. BRICS ban đầu chỉ gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, đầu năm nay, nhóm đã kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Nhóm BRICS mở rộng hiện chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu và 45% tổng dân số thế giới. Nhóm cũng chiếm hơn 40% sản lượng dầu của thế giới. Tại một sự kiện ở Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa CCG ở Bắc Kinh, ông Biden bày tỏ mong muốn được tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng BRICS dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại thành phố Nizhny Novgorod của Nga. Trước động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Nga hoan nghênh mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và điều này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm sắp tới, theo hãng thông tấn TASS ông peskov nói rõ ràng tất cả chúng tôi đều hoan nghênh sự quan tâm ngày càng tăng đối với brics từ các nước láng giềng bao gồm những đối tác quan trọng như thổ nhĩ kỳ điều này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh brics do nga chủ trì và chúng tôi đang tích cực chuẩn bị ông peskov lưu ý rằng tổ chức này khó có thể đáp ứng đầy đủ lợi ích của tất cả các quốc gia sẵn sàng tham gia ông peskov nhấn mạnh tuy nhiên brics quan tâm việc duy trì liên lạc với tất cả các quốc gia quan tâm với nhiều hình thức giữ liên lạc khác nhau hiện đang được nghĩ ra để thực hiện điều đó. Đây là một quá trình lâu dài nhưng chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm tích cực như vậy. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lưu ý rằng cánh cửa của BRICS luôn chào đón đại diện của các hệ thống kinh tế, chính trị và khu vực. Ông Lavrov nhận xét điều kiện duy nhất để gia nhập nhóm là các nước thành viên tuân thủ nguyên tắc then chốt về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, điều vốn không có tại các liên minh chính trị hoặc quân sự của phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ gặp một số trở ngại trong việc gia nhập BRICS vì nước này là thành viên của Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Trong khi đó, các nước phương Tây cũng không ủng hộ việc đối tác của mình gia nhập BRICS. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan cũng tuyên bố sẽ nộp đơn xin vào BRICS trong thời gian tới. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên công khai kế hoạch tham gia BRICS. Theo người phát ngôn chính phủ Chai Wacharonke, nội các Thái Lan đã phê chuẩn các văn bản cần thiết nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập. 7 máy bay chiến đấu FA-18 Hornet của không quân Phần Lan đã hạ cánh xuống căn cứ không quân gần Constanta ở Rumani để thực hiện nhiệm vụ lá chắn trên không của NATO, nơi sẽ tiến hành việc huấn luyện và triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh dọc theo sườn phía đông trên bờ biển đen. Mục đích của các nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ trên không là cung cấp khả năng răn đe các mối đe dọa có thể xảy ra ở khu vực. Lực lượng không quân của các quốc gia thành viên sẽ giám sát và bảo vệ sự toàn vẹn không phận đồng minh thông qua nhiệm vụ kiểm soát hàng không. Mặt khác, nhiệm vụ bảo vệ trên không được thực hiện bao gồm sự hiện diện ngày càng tăng của máy bay chiến đấu và các đơn vị phòng không trên mặt đất ở các quốc gia thành viên phía đông của NATO. Trung tá Rami Lachrom cho biết, trong 2 tháng tới, các máy bay chiến đấu của Phần Lan sẽ gia nhập biệt đội Typhoon của Không quân Hoàng gia và sẽ thực hiện nhiệm vụ cảnh báo phản ứng nhanh, xuất kích cùng với Không quân Romania và các máy bay chiến đấu F16 để bảo vệ không phận NATO và đảm bảo an ninh cho người dân Rumani. Đại diện quân đội Phần Lan cho biết mục tiêu của lực lượng không quân nước này ở Rumani là tăng cường sự hội nhập của nước này vào NATO bằng việc tăng cường hợp tác, huấn luyện cùng với lực lượng không quân của Rumani. Nhiệm vụ của các quân đội máy bay chiến đấu tham gia nhiệm vụ bảo vệ trên không bao gồm nhiệm vụ phản ứng nhanh, các chuyến bay tuần tra dưới sự chỉ huy của hệ thống phòng không và tên lửa tích hợp của NATO, cũng như các hoạt động tập trận và duy trì khả năng gian đe chung của Liên minh từ ngày 4 tháng 4 năm 2023, Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và trở thành thành viên thứ 31 của Liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này. Việc Phần Lan gia nhập Liên minh quân sự đã kết thúc 7 thập niên duy trì chính sách trung lập của quốc gia Bắc Âu này, đồng thời lập kỷ lục về thời gian được NATO phê chuẩn việc kết nạp một thành viên mới vì chỉ mất hơn 10 tháng kể từ khi nộp đơn xin gia nhập để trở thành thành viên chính thức của khối. Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 6 cho biết họ sẽ nối lại mọi hoạt động quân sự dọc theo đường biên giới ngăn cách hai miền Triều Tiên và tại các quần đảo Tây Bắc sau khi Seoul quyết định đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Jun Suk-yeol -jun phê duyệt việc đình chỉ thỏa thuận quân sự liên triều. Đây là động thái nhằm đáp lại hành động Triều Tiên thả hàng trăm quả bóng bay chứa rác qua phía Hàn Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói trong một cuộc họp báo khẩn cấp rằng Quân đội Hàn Quốc nói rõ rằng chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân Hàn Quốc trước những hành động thách thức của Triều Tiên. Quan chức này nói thêm, việc Triều Tiên thả bóng bay bẩn trên quy mô lớn đã đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân và gây thiệt hại về tài sản. Thỏa thuận quân sự liên triều được ký kết năm 2018 tại hội nghị thượng đỉnh lần 3 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in trong thời kỳ quan hệ hai nước nồng ấm, theo thỏa thuận, một vùng đệm trên bộ và trên biển giữa hai nước được thiết lập, nơi hoạt động diễn tập pháo binh hải quân bị đình chỉ. Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất rút hết vũ khí, không trang bị súng cho binh sĩ triển khai ở khu vực an ninh chung GSA. Hai bên cũng nhất trí thiết lập khu vực cấm bay gần biên giới. Sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận hồi tháng 11 năm 2023, để phản đối Triều Tiên phóng thành công vệ tinh do thám. Bình Nhưỡng tuyên bố hoàn toàn không còn tôn trọng thỏa thuận này. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc NSC ngày 3 tháng 6 cho biết đã đề nghị chính phủ đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận này cho đến khi sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên được khôi phục. Khi nối lại toàn bộ hoạt động quân sự dọc biên giới, Hàn Quốc sẽ tiến hành các hoạt động diễn tập tuần tra tại đây, cũng như triển khai các khí tài hiện đại để giám sát tình hình an ninh ở khu phi quân sự. Bình Nhưỡng tuần trước thả gần 1.000 quả bóng bay mang theo các loại rác thải như tàn thuốc, phân bón sang nước láng giềng để đáp trả việc các nhà hoạt động Hàn Quốc thả truyền đơn sang Triều Tiên. Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích từ Hàn Quốc, Triều Tiên ngày mùng 2 tháng 6 thông báo ngừng thả bóng bay qua biên giới, song cảnh báo có thể thực hiện thêm nhiều lần nếu cần thiết. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Hoạt động ngoại giao bị đình trệ từ lâu và Bình Nhưỡng tăng cường thử nghiệm phát triển vũ khí, trong khi Seoul ngày càng xích lại với đồng minh Washington. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Khi được tạp chí Times hỏi có nghĩ Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở giải Gaza vì lý do chính trị hay không, Tổng thống Joe Biden nói rằng có mọi lý do để mọi người đưa ra kết luận đó. Cuộc phỏng vấn với tạp chí được thực hiện vào cuối tháng 5 và đăng ngày 4 tháng 6. Ông Biden, người đang thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 8 tháng, cũng cho biết không chắc chắn liệu lực lượng Israel có phạm tội ác chiến tranh ở Gaza hay không. Tổng thống Mỹ bác bỏ cáo buộc Tel Aviv đang bảo đói dân thường ở Gaza như một phương pháp gây áp lực, song nói thêm rằng quân đội Israel đã có những hoạt động không phù hợp. Ông cho hay đã cảnh báo Israel đừng phạm sai lầm như Mỹ đã mắc phải sau vụ tấn công cực đoan ngày 11 tháng 9 năm 2001 dẫn đến những cuộc giao tranh bất tận. Tổng thống Biden nói, và họ đang phạm phải sai lầm đó. Người phát ngôn chính phủ Israel David Manser khi được hỏi về cuộc phỏng vấn cho biết việc lãnh đạo Mỹ đưa ra bình luận như vậy về Thủ tướng Netanyahu là nằm ngoài các chuẩn mực ngoại giao của mọi quốc gia có tư tưởng đúng đắn. Hồi cuối tháng 5, ông Biden đã công bố kế hoạch hòa bình được cho là của Israel nhằm mang lại hy vọng về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo trang Al Jazeera, kế hoạch mới này gần như không khác gì với các kế hoạch trước đó mà Hamas đã nhất trí. Nếu thành công, kế hoạch này sẽ mở ra lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột đã khiến trên 36.000 người Palestine, phần lớn là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Kế hoạch đề xuất các bên đàm phán theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đề xuất ngừng bắn đầy đủ và toàn diện kéo dài 6 tuần, trong đó quân đội Israel sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza. Giai đoạn tiếp theo là trao đổi tù nhân Israel và Palestine cũng như tiến hành đợt viện trợ nhân đạo để hỗ trợ những người đang đối mặt với nạn đói ở giải Gaza và trên 82.000 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Trong giai đoạn thứ ba, lệnh ngừng bắn vĩnh viễn sẽ được thực thi, tạo điều kiện cho việc tái thiết khu vực này, bao gồm 60% phòng khám, trường học, trường đại học và các tòa nhà tôn giáo hư hại hoặc bị lực lượng Israel phá hủy. Hamas tuyên bố họ xem xét đề xuất này một cách tích cực mà không đi sâu vào chi tiết. Một số chính trị gia Israel và gia đình của những con tin cũng như cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ đề xuất này. Cách đây ít ngày, ông Netanyahu cho biết bất kỳ sáng kiến nào không bao gồm loại bỏ khả năng cai trị và gây chiến của Hamas đều không thể thực hiện. Đúng như dự đoán, các thành viên cực hữu và theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong liên minh cánh hữu của thủ tướng Netanyahu, ông Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich đã đe dọa sẽ rút khỏi chính phủ và khiến chính phủ sụp đổ nếu các đề xuất này được chấp nhận gia đình của những con tin bị bắt giữ ở gaza cũng như một số bộ phận chính trị gia israel vẫn đang gây áp lực buộc chính phủ phải chấp nhận thỏa thuận này tuy nhiên áp lực từ chối thỏa thuận cũng mạnh mẽ không kém mà vẫn chưa rõ liệu ông netanyahu sẽ lựa chọn điều gì về phía hamas vẫn chưa rõ liệu cái nhìn tích cực mà họ đánh giá về đề xuất này có dẫn đến động thái chấp nhận đề xuất hay không osama hamdan người phát ngôn của hamas tại liban cho biết phong trào này vẫn chưa nhận được đề xuất bằng văn bản từ mỹ các báo cáo bổ sung cho biết phong trào này sẽ phải đợi ý kiến từ các nhà lãnh đạo ở Gaza, bao gồm cả thủ lĩnh Yahya Sinwa, trước khi đưa ra kết luận có chấp nhận hay không. Song theo giới chuyên gia, có khả năng Hamas sẽ miễn cưỡng chấp thuận trước khi cân nhắc liệu Israel có cởi mở với thỏa thuận này hay không. Cục diện biên giới Israel-Liban ngày càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi cả quân đội Israel và lực lượng Hezbollah liên tục gia tăng các cuộc tấn công ác liệt qua biên giới nhằm vào nhau. Theo một số nhận định của các nhà phân tích khu vực và quốc tế, nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai bên đang rất cận kề. Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, trung tướng Hori Halevi tuyên bố rằng nước này chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến các cuộc tấn công hàng ngày của lực lượng Hezbollah vào miền bắc Israel. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo được trung tướng Halevi đưa ra trong cuộc họp đặc biệt tại một căn cứ quân sự ở thành phố Kiryat Shmona một trong những địa phương phía bắc Israel bị tấn công ác liệt nhất bởi tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah trong những ngày qua và gây ra nhiều đám cháy dữ dội. Tại đây, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel khẳng định Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt vì các cuộc tấn công liên tiếp chống Israel kéo dài trong 8 tháng qua. Ít giờ trước tuyên bố của tham mưu trưởng Halevi, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar ben gvir kêu gọi quân đội nước này phát động cuộc chiến thảm khốc vào Liban để loại bỏ Hezbollah nhằm đáp trả việc nhóm vũ trang Liban liên tiếp mở các cuộc tấn công vào miền Bắc Israel thời gian qua, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thề sẽ đưa Liban trở về thời kỳ đồ đá. Đáp lại đe dọa của giới chức Israel, Phó Thủ lĩnh Hezbollah CX Naim Qasem tối qua tuyên bố rằng lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn với Israel. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera, quan chức Hezbollah cảnh báo Mọi hành động mở rộng chiến sự của Israel tại Liban sẽ dẫn tới sự tàn phá, hủy hoại và biến động tại chính Israel. Theo giới phân tích khu vực, nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah đang ở mức đáng lo ngại, nhất là sau khi truyền thông Liban cùng ngày đưa tin giới chức Anh vừa cảnh báo Israel sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban trong khoảng trung tuần tháng 6 này, khuyến cáo chính phủ Liban cần có sự chuẩn bị cần thiết cho chiến tranh. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Một số quốc gia NATO đã dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Động thái này sẽ giúp Kiev có thêm cơ hội đánh bại các loại bom lượn có sức tàn phá cao, cùng tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công Kharkov. Quan điểm của phương Tây thay đổi sau khi Nga triển khai đợt tấn công mới vào khu vực Đông Bắc Kharkov từ đầu tháng 5. Giới chức Ukraine cho rằng, những hạn chế trong khả năng sử dụng vũ khí của phương Tây đã ngăn Kiev chặn Nga tập trung quân và phóng bom lượn. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, việc cung cấp các hệ thống phòng không và dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây đối với Ukraine để tấn công những mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga đóng vai trò rất quan trọng để Kiev đẩy lùi Nga tấn công bằng bom lượn và tên lửa vào thành phố Kharkov. Những quả bom lượn thực sự là cơn ác mộng đối với lực lượng mặt đất Ukraine, do nó có thể tiêu diệt sinh lực trong vòng bán kính 200 m hay phá hủy một tòa nhà bê tông cốt thép vững chắc chỉ bằng một đòn đánh trúng. Như vậy, chiến thuật phòng ngự pháo đài vững chắc mà quân đội Ukraine dựa vào trước đó dần dần mất đi tính hiệu quả. Việc sử dụng quy mô lớn các mô đun dẫn đường UMPK cho phép các máy bay chiến đấu của Nga thả bom ở cách xa tiền tuyến. Để bắn hạ những máy bay chiến đấu này, các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa của Ukraine bắt đầu triển khai dần dần về gần tiền tuyến, nhưng chúng lại lọt vào tầm trinh sát của UAV trinh sát của Nga ở tiền tuyến. Kết quả là, một số hệ thống tên lửa phòng không tầm xa có giá trị của Kiev đã bị phá hủy trong các loạt tên lửa tầm xa ác liệt. Điều này càng làm suy giảm khả năng phòng không của họ và cho phép các máy bay chiến đấu của Nga hoạt động tự do và an toàn hơn. Kể từ khi xung đột bùng nổ, bom lượn đã là mối đe dọa đối với các lực lượng Ukraine, và loại vũ khí này càng trở thành vấn đề nghiêm trọng trong những tuần gần đây, khi Nga thường xuyên sử dụng để tấn công thành phố Kharkov và các khu vực xung quanh. Máy bay Nga có thể phóng bom lượn từ không phận nước này và nằm ngoài tầm với của các hệ thống phòng không Ukraine. Ông Matthew Savin, Giám đốc khoa học quân sự tại Viện Nghiên cứu Russia London cho rằng, các hệ thống tên lửa đất đối không SAM như Patriot với tầm bắn khoảng 160 km có thể được triển khai gần hơn tới tiền tuyến để bắn hạ máy bay Nga trước khi phóng bom lượn. Theo Defense News, tại hội nghị thường niên vào tháng 7 tới, NATO có kế hoạch cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ an ninh, mặc dù vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Kiev gia nhập tổ chức trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Đại sứ Mỹ tại NATO, Julian Smith cho biết ngoài gói viện trợ cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7. Ước tính có khoảng 32 quốc gia đang xây dựng các điều khoản hỗ trợ song phương cho Kiev ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Trong đó, có 13 quốc gia đã hoàn tất các thỏa thuận. Phát biểu tại hội nghị bàn tròn của Defense Writer Group hôm 3 tháng 6, bà Smith cho rằng gói viện trợ này sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa NATO và Ukraine, đồng thời được xem là cách mà NATO ghi nhận nguyện vọng gia nhập tổ chức của Ukraine. Bà Smith nói, Chúng tôi đang nỗ lực thể chế hóa một số hỗ trợ song phương mà một số quốc gia đang cung cấp cho Ukraine và đặt chúng dưới sự giám sát của NATO, đồng thời gửi tín hiệu tới Moscow rằng Liên minh NATO sẽ luôn sát cánh với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu nhanh chóng gia nhập NATO ngay sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ hồi năm 2022. Nhưng NATO đã từ chối yêu cầu này tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở Litva. Thay vào đó, Liên minh này cung cấp cho Ukraine một gói hỗ trợ kéo dài nhiều năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các đợt tấn công của Nga trên tiền tuyến. Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ cho phép Kiev viện dẫn điều khoản phòng thủ tập thể của liên minh, có khả năng gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden năm ngoái cho biết, xung đột với Nga sẽ phải kết thúc trước khi Ukraine gia nhập liên minh. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Kiev vào tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ khả năng sẽ chấp nhận cho Ukraine gia nhập NATO. Ông Stoltenberg nói, đến thời điểm thích hợp, Ukraine có thể trở thành thành viên NATO ngay lập tức. Một số công ty quốc phòng từ khối NATO đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác sản xuất một số vũ khí quân sự với Ukraine, như các hệ thống máy bay không người lái UAV. Hồi tháng 5, Mỹ đã công bố gói tài trợ quân sự nước ngoài trị giá 2 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu nhằm giúp Ukraine phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đó, đại sứ Mỹ tại NATO lưu ý rằng, hội nghị thượng đỉnh tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập NATO cũng sẽ tập trung vào các kế hoạch phòng thủ và răn đe khu vực ở phía Bắc, Trung và Nam châu Âu mà các thành viên đã đề xuất vào năm ngoái. Bà Smith lập luận rằng các kế hoạch này sẽ giúp chấn an các nhà sản xuất quốc phòng rằng NATO có ý định tiếp tục mua số lượng lớn đạn dược và các trang thiết bị khác trong thời gian dài, khuyến khích họ tăng cường sản xuất. Hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7 tới sẽ tập trung vào việc chia sẻ gánh nặng tài chính giữa các thành viên. Bà Smith hy vọng rằng hơn 20 quốc gia sẽ chỉ ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội tương ứng của họ cho quốc phòng, mục tiêu mới do Liên minh đặt ra. Bài báo trong Financial Times mới đây lưu ý rằng các quan chức phương Tây đang hết sức lo lắng về việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nhận được từ phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ấn phẩm nêu rõ, mối lo ngại của họ là Nga sẽ coi động thái mới nhất này là sự gia tăng của một cuộc chiến ủy nhiệm và có thể tiến hành những gì họ coi là một phản ứng đối xứng bao gồm cả các cuộc phản công vào lãnh thổ NATO. Financial Times lưu ý, do những thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường, phương Tây buộc phải chấp nhận mức độ rủi ro cao để giữ Ukraine tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, chuyên gia người Anh Alexander Mercuris nêu quan điểm trên blog YouTube rằng Nga sẽ dễ dàng phá hủy các hệ thống Patriot nếu chúng được triển khai ở Kharkov. Ông này nhấn mạnh, trên thực tế chúng tôi biết rằng điều này đã xảy ra. Nga đã phá hủy một cách có hệ thống và có phương pháp các tên lửa đất đối không S-300 và các tên lửa khác bố trí xung quanh Kharkov. Gửi Patriot đến đó sẽ là hành động tự tìm đến đường cùng đảm bảo những hệ thống đắt tiền này sẽ bị phá hủy. Theo chuyên gia này, kết quả là Kharkov gần như mất hoàn toàn hệ thống phòng không. Mercuris giải thích, việc hệ thống phòng không Patriot tiếp cận Kharkov tạo ra rủi ro rất lớn vì máy bay không người lái do thám có thể nhanh chóng phát hiện ra nó và Moscow có thể phóng tên lửa để phá hủy hệ thống đắt tiền này. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, theo The Economist, nhờ được cung cấp nhiều loại vũ khí tối tân của Mỹ, đặc biệt là tên lửa Atak MS, có khả năng bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 300 km, Ukraine đã có khả năng thực hiện nhiều cuộc tấn công chính xác chết người vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát với việc chính quyền Biden mới đây đã cho phép Ukraine sử dụng những tên lửa mạnh mẽ của họ để tấn công lãnh thổ Nga. Ukraine đang tận dụng hiệu quả các khả năng quân sự của mình, khiến nhiều tài sản chiến lược của Nga ở Crimea ngày càng dễ bị tổn thương. Ông Ben Hodges, cựu chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu và là cố vấn cấp cao của NATO về hậu cần, cho rằng với năng lực hiện tại, Ukraine có thể theo dõi bất cứ động thái nào ở Crimea, dễ dàng tấn công bất cứ mục tiêu nào và đánh sập cầu Kerch khi họ sẵn sàng. Theo ông Hodges, bán đảo Crimea được người Nga coi là tàu sân bay không thể chìm và đã nhận được sự đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng quân sự. Tuy nhiên, với các khả năng mới của mình, Ukraine đang đe dọa nghiêm trọng các tài sản chiến lược của Nga trong khu vực. Trong khi đó, chiến lược gia người Anh Sir Lawrence Fredman chỉ ra rằng một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn vào Crimea hiện không khả thi, nhưng vô số mục tiêu dễ bị tổn thương trên bán đảo này khiến nơi đây trở thành điểm yếu đối với Nga. Mục tiêu của Ukraine là cô lập Crimea đẩy lực lượng không quân và hải quân Nga ra khỏi miền nam Ukraine và bóp nghẹt hoạt động hậu cần của Moscow thông qua bán đảo này. Kho vũ khí của Ukraine bao gồm tên lửa hành trình Storm Shadow và SCAP do Anh và Pháp cung cấp. Các loại máy bay không người lái và cả Atak MS đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Nga. Các hệ thống phòng không S-400 của Nga vốn được ca ngợi nhiều, rõ ràng tỏ ra kém hiệu quả hơn, thậm chí bị tiêu diệt khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa. Tướng Hotchis khẳng định lực lượng Nga hiện không có nơi ẩn náu ở Crimea. Tướng Hotchis tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ phá hủy cầu Kerch vào thời điểm thích hợp. Quan chức Ukraine cho rằng Nga biết cầu Crimea sẽ bị phá hủy nên đã sử dụng tuyến đường sắt mới để vận chuyển thiết bị quân sự cho quân đội. Đây là nhận định của phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Ukraine, Dmitry Pletenchuk, với tờ The Economist. Động thái của Nga diễn ra sau khi Mỹ cung cấp các hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Atac MS mới có tầm bắn 300 km cho Ukraine, khiến những mục tiêu có giá trị cao của Nga như cầu Kerch hay còn gọi là cầu Krum vào tầm ngắm. Hồi tháng 5, dựa trên hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia từ tổ chức tình báo nguồn mở Monfa cho hay Nga đã ngừng sử dụng cầu Krum, nối Nga với bán đảo Krum bằng đường sắt và đường bộ để vận chuyển khí tài quân sự trong khoảng thời gian từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 4. Theo The Economist, Moscow đã nâng cấp tuyến đường sắt kéo dài từ thành phố Rostov của Nga dọc theo biển Azov đi qua các thành phố của Ukraine, nhưng Nga đang nắm quyền kiểm soát là Mariupol và Bediansk và kết thúc ở Crimea. Bán đảo Crimea thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hồi năm 2014. Ông Platenchuk cho rằng tuyến đường sắt dọc hành lang đất liền là sự thừa nhận của Nga về việc cầu Crimea sẽ bị phá hủy. Được biết, cầu Crimea là dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đối với Tổng thống Vladimir Putin. Trong lễ khánh thành năm 2018, ông Putin đã lái chiếc xe tải Kamaz màu cam treo cờ Nga đi qua cầu và gọi dự án là phép màu của Moscow. Ông Putin nói tại buổi lễ, trong các thời đại lịch sử khác nhau, mọi người đều mơ ước xây dựng cây cầu này. Cây cầu trở thành biểu tượng của Nga trong năng lực thực hiện các đại dự án cơ sở hạ tầng, cũng như giấc mơ khôi phục ảnh hưởng và sức mạnh của nước Nga vĩ đại trở lại. Kể từ đó, cầu Crimea đóng vai trò như biểu tượng cho bản sắc và quyền lực của Nga tại bán đảo, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người cây cầu cũng trở thành một chốt chặn quan trọng nằm giữa biển đen và biển Azov, nơi Nga có nhiều vùng biển thuộc vùng ảnh hưởng của mình, bất chấp nỗ lực phản đối của Ukraine. Vai trò của cầu Crimea càng tăng lên khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất từ Nga đến bán đảo Crimea. Nó trở thành mắt xích trọng yếu trong tuyến hậu cần để Nga đưa lực lượng, khí tài, xăng dầu, đạn dược phục vụ mũi tấn công vào Kherson và khu vực miền nam Ukraine. Chiến dịch đã giúp Nga đạt được mục tiêu thiết lập hành lang bộ từ Nga đến Crimea bằng cách sáp nhập bốn vùng Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào cầu Crimea. Dù vậy, Ukraine vẫn coi cầu Crimea là cái gai trong mắt và đặt mục tiêu phá hủy cây cầu này, đồng thời với nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ của Nga. Nếu đạt được cả hai mục tiêu này, Ukraine có thể cô lập hoàn toàn lực lượng Nga ở Crimea, tạo điều kiện cho họ giành lại bán đảo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xuất hiện tại hội nghị an ninh thường niên đối ngoại Sangrila ở Singapore. Ông đã gặp một số quan chức cấp cao trong khu vực như Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Singapore Thamann Sanmugaratnam và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo rằng: "Chúng tôi muốn Châu Á biết chuyện gì đang xảy ra ở Ukraine. Châu Á ủng hộ việc chấm dứt xung đột." Tuy nhiên, theo tờ Washington Post, Kiev không thể khuấy động ở châu Á, nỗi lo lắng giống như ở phần lớn phương Tây. Tờ báo cho biết một phần lý do có thể là các quốc gia châu Á từ lâu đã hoài nghi về việc phương Tây giao giảng trật tự quốc tế và các giá trị phổ quát. Washington Post dẫn lời ông Raja Mohan từ Viện Nghiên cứu Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết, lịch sử thế kỷ qua ở khu vực này là những lời nhắc nhở về việc các cường quốc phương Tây hành động vì lợi ích riêng của họ. Ông Raja Mohan nói, những người theo chủ nghĩa hiện thực trong số các lãnh đạo châu Á không bao giờ tin vào những lời hoa mỹ của phương Tây vì họ luôn biết sự khác biệt giữa những gì phương Tây nói và những gì phương Tây làm. Thực tế, Ukraine xem hội nghị hòa bình này là dịp xây dựng sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế dành cho kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Zelensky trước đây. Vì vậy, Ukraine càng có lý do để không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, mục tiêu này gặp trở ngại lớn khi vắng mặt Trung Quốc một trong những quốc gia có tiếng nói và cũng được kỳ vọng là kênh liên lạc hữu ích với Nga. Điều khiến Ukraine lo ngại không kém là thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bỏ qua sự kiện ở Thụy Sĩ, bay thẳng về California để dự một buổi gây quỹ sau khi kết thúc một cuộc họp của nhóm G7 tại Ý từ ngày 13 đến 15 tháng 6. Cho đến nay, Nhà Trắng chưa đưa ra thông báo chính thức về việc liệu ông Biden có bỏ qua hội nghị hòa bình Ukraine hay không. Ngoài lý do về lịch trình dài đặc, cũng chưa có nguồn tin nào tiết lộ vì sao ông biden có thể ngó lơ sự kiện trên tuy vậy cách đây vài ngày tờ financial times đăng bài viết mô tả chiều hướng đáng lo trong quan hệ giữa ukraine và chính quyền tổng thống biden mỹ và ukraine đã xuất hiện hàng loạt bất đồng ông zelensky đã bất mãn chuyện gói viện trợ của mỹ kẹt ở quốc hội lệnh cấm ukraine dùng vũ khí mỹ tấn công lãnh thổ nga và cả việc washington không hài lòng khi kiev tấn công cơ sở lọc dầu và hai hệ thống radar cảnh báo hạt nhân của nga Hiện nay Mỹ đang đề nghị Ukraine ký một thỏa thuận an ninh song phương, nhưng động tác này được cho là nhằm xoa dịu sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Washington và Kiev mà một số quan chức Ukraine trong bản tin của Financial Times khẳng định là rơi xuống mức thấp nhất kể từ lúc Nga khởi động hoạt động quân sự. Sau khi luật huy động mới có hiệu lực ở Ukraine vào ngày 18 tháng 5, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ có 60 ngày để cập nhật dữ liệu cá nhân nhằm hỗ trợ nhà nước xác định vị trí của từng người phần lớn các cập nhật được thực hiện bằng ứng dụng trực tuyến mới Rezus Plus. Ngoài việc sử dụng ứng dụng, thanh niên Ukraine có thể cập nhật dữ liệu của mình tại các trung tâm dịch vụ công hoặc văn phòng nhập ngũ. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có khoảng 1,5 triệu nam giới nước này đã đăng ký nhập ngũ trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin thêm hơn 14.000 thanh niên Ukraine sinh sống và làm việc tại 124 quốc gia cập nhật thông tin đăng nhập bằng ứng dụng này. Trong số các quốc gia dẫn đầu có Ba Lan, Canada, Cộng hòa Séc, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Litva, Hà Lan và Slovakia. Hồi tháng 4, Ukraina tạm thời đình chỉ dịch vụ lãnh sự ở nước ngoài đối với nam giới trong độ tuổi quân nhân nhưng đã khôi phục vào tháng 5. Những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có thể nộp đơn xin dịch vụ lãnh sự chỉ với tài liệu điện tử hoặc giấy chứng minh có tên trong sổ đăng ký quân dịch. Trước đó, Quốc hội Ukraina cũng thông qua dự luật về động viên nhập ngũ với nội dung chính là siết chặt quy định động viên, xác định rõ đối tượng nhập ngũ. Cụ thể, dự luật giảm độ tuổi động viên nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi. Người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 trừ binh sĩ sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Nhân viên một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét hoãn nhập ngũ. Dự luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Hiện không rõ số lượng binh sĩ Ukraine là bao nhiêu, song có thông tin cho rằng có khoảng 1 triệu quân nhân. Trong khi đó, phía Nga để thuyết phục thanh niên nhập ngũ đang phải đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước và xây dựng hình ảnh những người tử trận ở Ukraine giống như anh hùng. Bên cạnh đó, Nga đã tăng đáng kể chi tiêu vào giáo dục lòng yêu nước cũng như các nhóm tổ chức thiếu sinh quân dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Từ mức đầu tư tăng hơn 19,5 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên gần 301 triệu đô la Mỹ năm 2024. Kể từ khi bắt đầu xung đột, Nga đã sửa đổi một số chi tiết trong sách giáo khoa để phù hợp với chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải đòi lại những vùng lãnh thổ lịch sử đã mất vào tay Ukraine. Moscow đặc biệt coi trọng các cựu chiến binh, kể cả những người từng là thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã trở về nhà từ chiến trường Ukraine. Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Putin cho biết hơn 1.000 cựu chiến binh Nga đã được tuyển dụng vào các trường học. Bắt đầu từ tháng 9, nhiều người trong số họ sẽ tham gia giảng dạy các chương trình huấn luyện quốc phòng bắt buộc như đào tạo về cách vận hành máy bay không người lái UAV và sử dụng súng trường tấn công. Một đoạn video ngắn được Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ dường như cho thấy ít nhất một chục phương tiện của Nga đi trong một đoàn xe qua khu vực biên giới Kursk ở phía bắc khu vực Sumy của Ukraine. Kiev viết trong một tuyên bố cho biết các phương tiện chở quân nhu đã bị phá hủy bởi nỗ lực hợp tác của Lữ đoàn Cơ giới số 53 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 103. Theo các tài khoản tình báo nguồn mở và các nguồn tin Ukraine, đoàn xe đang di chuyển cách biên giới Nga với khu vực Sumy chưa đầy 2 dặm. Theo dự án phân tích Deep State của Ukraine, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các phương tiện ở phía đông làng Svetlikovo, phía bắc khu định cư Novenke ở biên giới Ukraine. Kiev viết kèm theo phụ đề được thêm vào clip rằng các phương tiện ở giữa đoàn xe đã cố gắng phân tán tốt nhất có thể. Video có vẻ hiển thị một số vệt khói và vụ nổ. Đoạn phim cũng xuất hiện các đoạn clip về một số máy bay không người lái có chất nổ kamikaze của Ukraine khi chúng lao vào một loạt phương tiện có vẻ như đã bị tách khỏi đoàn xe. Newsweek không thể xác minh độc lập đoạn clip này và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã cảnh báo về việc Nga tăng cường hiện diện gần khu vực Sumy, phía tây khu vực Kharkov của Ukraine, nơi Moscow đã phát động một cuộc tấn công mới vào đầu tháng trước. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Moscow đang tập trung một nhóm quân khác gần biên giới ở phía tây bắc Kharkov. Chỉ vài tuần trước đó, Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, nói rằng một khi Nga ổn định được tiền tuyến ở Kharkov, họ sẽ chuyển sự chú ý sang Sumy trong khi đó điện kremlin cũng đang tố cáo các nước phương tây cho phép ukraine tấn công nga là hành động gia tăng căng thẳng tổng thống nga vladimir putin cuối tháng trước đã cảnh báo rằng các nước nato đặc biệt là các nước có trụ sở ở châu âu đặc biệt là các nước châu âu nhỏ nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa bằng cách cho phép ukraine tấn công lãnh thổ nga bằng vũ khí phương tây nhà lãnh đạo nga nói rằng đây là một bước nữa hướng tới một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu âu hướng tới một cuộc xung đột toàn cầu ở một diễn biến khác, mới đây, ứng viên Thủ tướng Anh Kay Starmer tuyên bố ông sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ đất nước. Cụ thể, phát biểu tại một sự kiện của công đảng hôm mùng 3 tháng 6 tại Bury, ông Kay, lãnh đạo công đảng đối lập nhấn mạnh chương trình gian đe hạt nhân đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng của Anh. Khi được hỏi liệu ông có cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trở thành Thủ tướng Anh hay không, ông Kay nói, về vấn đề gian đe hạt nhân, đây là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của chúng ta và tất nhiên điều đó có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sử dụng nó. Ông Kay từ chối nêu các trường hợp cụ thể có thể buộc ông phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trở thành thủ tướng Anh. Ông cho rằng việc bất kỳ ứng viên thủ tướng đang tranh cử nào nêu ra những điều kiện này một cách công khai là vô trách nhiệm. Nhấn mạnh hơn nữa về tính chất bí mật của các điều kiện mà theo đó biện pháp gian đe hạt nhân có thể được triển khai, ông Kay khẳng định những chi tiết cụ thể đó là vấn đề có tính bảo mật cao. Interfax hôm mùng 4 tháng 6 dẫn lời quyền thống đốc Bangkus của Nga, ông Alexei Smirnov, xác nhận loạt 20 UAV của Ukraina bị các phương tiện tác chiến điện tử của quân đội Nga tác động và vô hiệu hóa ở khu vực biên giới, khiến chúng không thể tiến đến mục tiêu. Quan chức Nga cũng cho hay, lực lượng Ukraine trước đó đã pháo kích một loạt khu định cư ở các quận Korenevsky, Gluskovsky, Belovsky và Suzansky nhưng không gây thương vong. Tuy nhiên, một quả lựu đạn được thả từ UAV đã khiến ngôi nhà ở Golubczki bị hư hại. Ngày càng có nhiều báo cáo từ các nguồn phương Tây nhấn mạnh về khả năng tác chiến điện tử Evk tiên tiến của Nga đang làm thay đổi tình hình trên chiến trường Ukraine. Chuyên gia David Piner, cựu thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm EMP và là cựu sĩ quan bộ quốc phòng Mỹ đã có những chia sẻ cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về khả năng tác chiến điện tử của Nga. David Piner cho biết, Nga đang sở hữu những hệ thống tác chiến điện tử có năng lực nhất trên thế giới với các thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến và GPS có tầm bắn xa nhất và mạnh nhất so với bất kỳ quốc gia nào. David Payne cho biết thêm rằng, ông rất ấn tượng bởi tốc độ mà các thiết bị gây nhiễu tầm xa của Nga đã đạt được. Chúng có khả năng thích ứng nhanh chóng trong việc gây nhiễu các hệ thống vũ khí mới mà Mỹ và NATO đưa vào cuộc xung đột. David Payne cũng nhận định, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã được chứng minh là có hiệu quả cao, với thành tích khiến 90% hệ thống tên lửa và máy bay không người lái dẫn đường do Mỹ cung cấp cho Ukraine bắn trượt mục tiêu trong đó có cả những hệ thống tiên tiến như HIMARS. Vị chuyên gia này tiết lộ thêm, các thiết bị gây nhiễu GPS của Nga sẽ ngày càng chứng tỏ hiệu quả trước các hệ thống phòng không Ukraine do Mỹ cung cấp, bao gồm cả tên lửa Patriot và Hawk. Lợi thế này cho phép quân đội Nga tăng cường ưu thế trên không trước Ukraine. Điều này rất quan trọng bởi với ưu thế tuyệt đối trên không đã góp phần đáng kể vào những bước tiến lớn của lực lượng Nga trong các trận đánh quan trọng diễn ra gần đây. Các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga kể từ sau khi Liên Xô tan rã đã liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của chiến tranh điện tử. Những vũ khí điện tử được xem như một phương tiện bất đối xứng để chống lại các lực lượng quân sự thông thường, nhằm bù đắp cho sự mất cân bằng của quân đội Nga với NATO trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga không sử dụng ưu thế chiến tranh điện tử một cách riêng rẽ mà có sự phối hợp chặt chẽ với các hoạt động quân sự thông thường để gây sức ép lên lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này khiến các chuyên gia phương Tây suy đoán rằng Nga đang cố gắng bảo vệ công nghệ tác chiến điện tử của mình để tránh chúng bị phương Tây nghiên cứu và hóa giải. Việc các quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nhằm vào Nga là vấn đề an ninh rất nghiêm trọng đối với Moscow. Vì vậy, khi những máy bay này xuất hiện trong không phận Ukraine, lực lượng Nga sẽ bắn hạ. Tuyên bố trên được ông Konstantin Gabrilov, trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán về an ninh và kiểm soát vũ khí ở Vienna đưa ra. Ông nhắc lại rằng các nước không thân thiện đã được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Ông Gabrielov nói trên kênh truyền hình Ivestia TV, vậy mà họ Hà Lan, Đan Mạch nhấn mạnh sẽ cho phép Ukraine sử dụng F-16 ở bất cứ nơi nào có thể trên lãnh thổ Nga. Ông Gabrielov nói, nó không chỉ là một máy bay chiến đấu, nó là phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân. Những nỗ lực của họ nhằm sử dụng máy bay chiến đấu này trên lãnh thổ Ukraine. Như Ngoại trưởng Nga Sergei Ravrov đã nói, sẽ là một vấn đề hạt nhân. Chúng tôi không biết nó mang theo thứ gì. Một quả bom thông thường nặng 1 tấn, 1 tấn rưỡi hay một đầu đạn hạt nhân chiến thuật, lực lượng vũ trang Nga sẽ bắn hạ chúng. Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói khá rõ ràng về vấn đề này trong chuyến thăm Uzbekistan. Ông Gabrielov giải thích, Tổng thống cảnh báo những quốc gia không thân thiện ở phương Tây, những quốc gia dường như đã mất bình tĩnh, rằng đất nước của họ rất đông dân và họ nên suy nghĩ về hậu quả của việc sử dụng các phương tiện hủy diệt tầm xa trên lãnh thổ Nga. Mọi thứ đều có giới hạn. Trước đó, quan chức Hà Lan cho biết Ukraine có thể sử dụng 24 tiêm kích F-16 nước này sắp chuyển giao để tấn công lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasa Orongren trả lời bên lề đối thoại shangri -La tại Singapore, Chúng tôi sẽ áp dụng nguyên tắc giống như từng đã áp đặt với những lần chuyển giao khí tài khác. Một khi vũ khí đến tay Ukraine, họ có thể sử dụng chúng tùy ý. Quan chức này nói thêm, chúng tôi chỉ yêu cầu Ukraine tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền tự vệ quy định trong hiến trương Liên Hợp Quốc, đồng nghĩa họ chỉ được nhắm vào các mục tiêu quân sự với mục đích tự vệ. Tuyên bố của Bộ trưởng Orongren cho thấy, khác biệt trong lập trường giữa Hà Lan và Bỉ, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 5, Thủ tướng Bỉ Alexander de Croix nhấn mạnh, Bruxelles chỉ cho phép Kiev sử dụng tiêm kích F-16 do nước này cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Ukraine. Khi được hỏi liệu chính quyền ông Zelensky có thể dùng mẫu phi cơ này để hạ máy bay của Moscow trên lãnh thổ Nga hay không, Bỉ đã cam kết chuyển giao 30 chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, trong khi Hà Lan sẽ cung cấp 24 chiếc. Đan Mạch và Na Uy cũng tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine lần lượt 19 và 12 tiêm kích F-16. Copenhagen và Oslo chưa cho biết có cấm Kiev sử dụng máy bay F-16 do các nước này viện trợ để tấn công mục tiêu tại Nga hay không. Vấn đề này là chủ đề nóng trong thời gian qua. Một loạt quốc gia trong đó có Mỹ gần đây đã đổi ý và cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga dù với mức độ khác nhau. Ngày 3 tháng 6, AVP thông tin lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã triển khai cuộc không kích ở vùng Kharkov. Sau đòn tấn công chính xác, cây cầu chiến lược của Ukraine ở khu vực Kupiansk, Uslovoy thuộc vùng Kharkov đã bị phá hủy. Mục tiêu bị tấn công bằng bom dẫn đường với các mô đun lập kế hoạch. Trước đó, một cây cầu tương tự của Ukraine bị tên lửa KH-38ML tấn công, nhưng lần này quân đội Nga đã sử dụng bom nổ trên không FAB để phá hủy. Theo các nguồn tin, việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích gây bất ổn cho các tuyến đường vận tải và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này sẽ làm phức tạp thêm việc cung cấp và di chuyển của lực lượng Ukraine trong khu vực. Việc phá hủy cây cầu ở khu vực Kupiansk, Uslovoy có tầm quan trọng chiến lược vì đây là điểm kết nối đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo liên kết giao thông cũng như vận chuyển thiết bị quân sự và hàng hóa. Việc sử dụng bom dẫn đường với mô đun lập kế hoạch cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga đạt được độ chính xác cao. Mục tiêu sẽ bị phá hủy sau khi bắn trúng nhưng giảm được các thiệt hại phụ có thể xảy ra. Ở diễn biến khác, theo AVP, tại khu vực Kharkov, người ta phát hiện các thùng chứa tên lửa đã qua sử dụng dành cho hệ thống phóng loạt HIMARS. Theo các nguồn tin, đây là những tên lửa được sử dụng chỉ trong tháng 5 và từ những thứ còn lại cho thấy Ukraine đã sử dụng ít nhất 324 tên lửa. Trước đó, theo tạp chí Forbes, đầu tháng này đưa tin quân đội Ukraine đã triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS nhắm tới thành phố Belgorod của Nga cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 32 km. Động thái trên của Kiev diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công hạn chế vào một số khu vực thuộc lãnh thổ Nga bên kia Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X rằng đây là bước tiến đáng mừng cho phép chúng tôi bảo vệ đất nước và người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga cũng như những nỗ lực gia tăng xung đột. Trước khi Ukraine chút hàng chục tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km xuống thành phố Belgorod. Theo tờ báo Mỹ, hiện chưa rõ cuộc không kích của Ukraine có mức độ thiệt hại như thế nào và liệu động thái này có ảnh hưởng đến các mục tiêu quân sự hay không. Tuy nhiên, truyền thông Nga đã ghi lại khoảnh khắc coi báo động vang lên và các hệ thống phòng không Nga phóng tên lửa đánh chặn trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã bắn hạ 14 tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, 62 thiết bị không người lái UAV của Ukraine và 3 bom lượn Hammer do Pháp viện trợ. Bên cạnh đó, một số hình ảnh hiện trường cũng cho thấy nhiều mảnh tên lửa nằm rải rác trên mặt đất. Cục 1440 của Nga đã thử nghiệm liên lạc bằng laser giữa các vệ tinh trong không gian. Hệ thống này sẽ trở thành một phương thức tương tự Starlink đại diện đơn vị cho biết các cuộc thử nghiệm vệ tinh do chính họ phát triển đã thành công khi nói rõ Chúng tôi đã hoàn thành loạt thử nghiệm đầu tiên về liên lạc giữa các vệ tinh bằng laser trong quá trình phát triển. Cần lưu ý rằng hơn 200 GB được cho là đã chuyển đi với tốc độ 10 GB trên dây giữa các tàu vũ trụ cách nhau hơn 30 km, đồng thời tỷ lệ lỗi bit trung bình BR nhỏ hơn 10E mũ âm 11, tương đương với đường truyền cáp quang. Công nghệ nói trên còn cung cấp cho người Nga khả năng liên lạc ở những nơi không thể lắp đặt các trạm mặt đất. Trước đó, cơ quan thống kê báo cáo rằng cục 1440 đã phóng 3 vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp. Nga đang cố gắng tạo ra một nhóm vệ tinh tương tự Starlink. Năm 2024, tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo phân bổ 116 tỷ rúp để phát triển internet vệ tinh tốc độ cao trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, toàn bộ chi phí thực sự của dự án mà cục 1440 theo đuổi ít nhất phải là 7 tỷ đô la Mỹ tương đương 644 tỷ rúp. Khoản tiền 116 tỷ rúp được tuyên bố sẽ đủ để tài trợ 20% cho dự án Rasvet. Ngoài ra, Nga cũng có những kế hoạch đầy tham vọng trong tương lai gần về chương trình Sphere, hệ thống Internet vệ tinh tương tự như Starlink của Mỹ. Sputnik thông tin chi tiết về chương trình Sphere của Nga, nền tảng của tham vọng công nghệ vũ trụ Nga. Đây là hệ thống Internet vệ tinh có thiết kế gần giống với hệ thống Starlink của Mỹ. Tờ báo Nga cho biết, Người đứng đầu Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga, Maksut Sadayev đã xác nhận với các nhà lập pháp rằng việc phát triển một hệ thống internet vệ tinh sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong 6 năm tới. Sphera nghĩa đen là Sphere, và không chỉ nhằm mục đích truyền internet tốc độ cao xuống trái đất mà còn cung cấp truyền hình kỹ thuật số vệ tinh, hỗ trợ cho các dự án Internet of Things (IoT), dịch vụ chụp ảnh trái đất và khả năng giám sát. Sphere được công bố vào năm 2018. Trên cơ sở chương trình do cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos đề xuất với tên gọi trước đó là chương trình Ether, kế hoạch là đưa khoảng 380 đến 640 vệ tinh vào quỹ đạo vào năm 2030 và nhiều hơn nữa sau đó. Dự án Sphere kết hợp các khả năng trên không gian hiện có của Nga, chẳng hạn như điều hướng vệ tinh Glonass và cung cấp một loạt các chòm sao và chòm sao vệ tinh khu vực và toàn cầu mới. Khi hoàn thành, Sphere dự kiến sẽ có ý nghĩa lớn đối với chủ quyền về công nghệ, khoa học, công nghiệp, kinh tế và an ninh của Nga trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời mở rộng đáng kể khả năng Internet, điện thoại và IoT độc lập của Nga. Theo cơ quan báo chí của tập đoàn Kalashnikov, UAV trinh sát hiện đại hóa Granat 4 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt Trước đó, Granat 4 đã trải qua cuộc thử lửa trong khu vực hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. UAV Granat 4 hiện đại hóa có khả năng diệt mục tiêu bằng các loại đạn có độ chính xác cao Krasnopol, Kitolov và Gran. Granat 4 được thiết kế để giám sát vô tuyến và quan sát địa hình từ trên không bằng máy ảnh kỹ thuật số, camera, thiết bị giám sát chủ động, máy ảnh nhiệt trong thời gian gần như thực. Ngoài ra, Granat 4 và UAV trinh sát cỡ nhỏ được Nga sử dụng từ năm 2014 – có tầm bay khoảng 70 đến 100 km, trần bay 4.000 m và tốc độ hành trình tối đa 140 km một giờ. Mỗi chiếc có sải cánh rộng 3,2 m, khối lượng cất cánh 30 kg, mang được tải trọng tối đa 3 kg, gồm các hệ thống quang điện tử và hồng ngoại, thiết bị tác chiến điện tử. Nhà sản xuất cho biết phiên bản Granat 4 mới nhất có thể hoạt động liên tục trong 6 giờ. Hệ thống chỉ thị laser có khả năng chiếu xạ vào mục tiêu từ khoảng cách 3 km để dẫn đường cho đạn pháo. Vừa qua, tập đoàn quốc phòng Kalashnikov của Nga công bố video máy bay không người lái UAV Granat 4 theo dõi và chỉ điểm cho đòn tập kích xe tăng M1A1SA Abrams, cho biết đây là lần đầu tiên mẫu UAV này được dùng để dẫn đường cho đạn pháo trong xung đột Ukraine. Tập đoàn Kalashnikov cho hay UAV phát hiện và liên tục bám bắt xe tăng đối phương, sau đó cung cấp phần tử bắn và chiếu xạ cho đạn dẫn đường. Pháo binh Nga đã bắn trúng mục tiêu bằng một quả đạn Krasnopol. Trong video, UAV Nga phát hiện xe tăng Abrams bị binh sĩ Ukraine bỏ lại trong trạng thái bất động bên vệ đường gần làng Novoselovka, Pevaja ở tỉnh Donetsk, chưa rõ do chúng mình hay bị drone tự sát tập kích trước đó. Nhờ tia laser chiếu xạ mục tiêu của UAV, đạn pháo thông minh Krasnopol lao trúng xe tăng Abrams gây ra vụ nổ lớn. Tập đoàn Nga cho hay phiên bản mới của Granat 4 được trang bị hệ thống chiếu xạ laser cho đạn dẫn đường như Krasnopol, Kitolov và Gran. Chúng tôi giờ đây không chỉ sản xuất các mẫu đạn pháo thông minh mà còn cả thiết bị dẫn đường cho chúng. Đây là lần đầu tiên Nga công khai việc sử dụng máy bay không người lái Granat 4 phiên bản mới để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Chiếc UAV này đã chứng minh được tính hiệu quả cao trong hoạt động chiến đấu cũng như tích hợp thành công với hệ thống pháo binh. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.